Rồi, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Đạt Biển Cần Giờ nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lại cái sở đáy của hai vợ chồng anh chị hai. Là gần 30 năm làm nghề đóng đáy ở sông Sài Đà, ở sông Vinh Bà, Cầu Vàng Sai. Hôm nay mình quay Bạch Tuộc cho quý vị xem nha. Hồi nãy vô con cá ngát, vô con cá út bự lắm, cá út cả ký luôn á. Sắp tới cái đuôi nó nằm ở ngoài đó quý vị. Ủa nước sáng anh có đổ trước không anh hai? Không à? Quá vậy chỉnh luôn. Có kìa, trồ nó bò. Đây bà tuột nè quý vị. Bỏ rồi cái bò như kiến nè. Cái để buông đi. Buông cái đầu phải xuống cái mẹ thấy. Ui. Quá chuyên nghiệp hay. Bà tuột giống nó hả chị? Ừ. Ồ cá ngát nè. Thứ bạn tôi. Ồ quá trời luôn nè. Cái gì? Cái tổ quá trời luôn nè. À, nó giúp. Đó. Nhiều dữ rồi. Còn cái út. Út khủng lộ. Đây, cái kìa nha. Với cái lỗ này xong nha. Chị bắt vậy chị có điếm không? Không. Số lượng nhiều quá sao điếm hả? Ồ, con tấp gì cũng vô nữa ha. Có nó hệ chưa? Hệ 2 rồi. Anh kỹ ghê không? Vậy có mình chị lựa hả? Rồi chết ra luôn. Tụt nó giúp vô đây nè. Giúp nhiều lắm rồi quý vị. Có đồ. Cá rất là đẹp. Mạ vàng. Nhiều như sức kể luôn. Mực đâu giúp vô nhiều không nổi. Giúp vô đây nè.
cả 4-5 kg á. Mấy con cá nhỏ thả lại. Chỉ lấy mực chứ lấy tôm đó. Cá giặt. Sao mấy cái dâu nó bị con gì dĩa vậy ha? Vậy là nó đeo ở ngoài lưới nó dĩa vô hả? Nó ăn hết. Trọn vẹn. Có cái dâu con tôm gì bự nữa nè. Trời ơi, tôm bạc nó xíu mà cái dâu dài dữ trời, tưởng đâu tôm càng không. Phải lấy cây gì nè quý vị, mình khiêu, còn mấy con cá nó chạy. Biết con gì chồng. Khiêu nó ra. Có nhiều tủ mà mò mò hết này, quay cho mình xem nha. Có thấy đâu mà nhiều ta. À, nãy đảo lên nhiều bò chồng tụi con trong đất nó bự. Rồi xong tắm giữa là nghỉ ngơi, đợi chiều đóng tiếp. Chiều khoảng 6 giờ không chị ha? 5 giờ. Đây là trái đước. Cái nước nó rụng xuống này, này chậm được nè. Đây, tới cái miệng đáy thứ hai nha. Anh tháo rồi, để chưa lựa, giờ lựa. Miệng đáy kia được 2 ký tôm. Thank you.
thiệt tình nha, đỏ tay đàng hoàng nha. Chiếc ghe bên đó là đang đợi mua tôm nghe quý vị. Chạy vô thâu. Ủa mà tuồng bự. Cung tổ cá ngát gì người ta. Đây là mình quay cua cho mọi người xem nè. Ồ, nó núp chậu á. Nó kích chậu á ha. Cua đừng thả nha anh. Cái xo, cái gạch á. Đây đây. Đây. Con này con so. Sam so vậy nè. Con này anh thả ha. Về với mẹ đi. Đó, nó cùng mình rồi đó. Chuẩn bị đó. Bao dây ơ chị để đâu nó vậy đó.
bự quý vị. Trời ơi, cái này cái đầu á, cái đầu nó khá xẻo quẩy. Cái này mềm đã lắm. Nó kè nè, thấy không, từ đầu đó à.